đó là tháng 10, ngày 2, ngày 3, ngày 4. Anh chị muốn học về lớp đất bột từ căn bản tới nâng cao ở đây có nghĩa là 4 cái kỹ thuật nâng cao, mình học đất 1-1-1 ha, kiểu xếp này kia là căn bản, còn nâng cao là mình sẽ học thêm những cái kỹ thuật thịnh hành ở trong tiệm nail mà được ưa chuộng bởi khách hàng. Khi mình học 4 cái kỹ thuật này xong là mình phân cỡ nào cũng được hết các anh chị. Đó là kỹ thuật bench on một cục nè ha, bench on rề nè, marble với lại đắp bóng ẩn này kia rồi đó. Một khi mình đã biết được cái cách mà đắp ẩn ha, marble thì mình có thể phân, mình có thể kết hợp với bench on rề với lại marble, bench on rề với lại đắp ẩn, hoặc là marble với đắp ẩn đều được các anh chị. Thì đắp bột thì anh chị cũng biết là một trong những cái bộ môn mà khó nhất trong cái ngành nail của mình. Hai, nếu như mà các anh chị mà biết đắp bột thì đó là một cái điều tốt, bởi vì nó là cái nguồn income ổn định trong tiệm nail. Làm gì làm không thể nào thiếu bột ha. Treo tháp xếp 3 màu giá là bao nhiêu vậy chị? À, một lát nữa chị sẽ check giá gửi lên ha. Nhưng mà bây giờ thì mình đang tập trung để mình nói về cái phần đắp bột này đây. Chị nào có câu hỏi về đắp bột thì cứ hỏi về sản phẩm, cứ hỏi luôn không sao. Một lát nữa chị sẽ gửi cái link sản phẩm về cho các anh chị ha. Ở đây thì đang có cái cơ hội để mà nói về bột, lâu quá rồi không có live bột thường xuyên. Mới hôm qua live bột một lần, bữa nay sẽ live từ đầu tới cuối, và mình có thêm cái cơ hội để chia sẻ thêm những kiến thức cũng như là kinh nghiệm. Thì nói luôn về cái lớp học, chị vừa mới quay trở lại từ Việt Nam, cái lớp học 3 tuần ở bên Việt Nam. Khóa học đó thì tương đối nó có hơi một chút xíu gọi là challenging, bởi vì tất cả các anh chị có nhiều người làm lao động với lại ở dưới quê này kia đồ, không có bao giờ tiếp xúc với lại cái ngành làm đẹp. Nhiều khi các anh chị ở Sài Gòn kêu còn đi làm móng này kia còn biết không khái niệm nail là gì, nhiều anh chị không biết khái niệm luôn. Học lại từ đầu thì 2 tuần đầu tiên là đội ngũ giáo viên là túc trực, là coi như là phải bắt buộc các anh chị là phải hiểu được tất cả những cái căn bản luôn. Khi mà 2 tuần đầu có nắm bắt được các mặt căn bản rồi thì bắt đầu tuần thứ 3 là mình sẽ chuyên sâu vào để hoàn hảo những gì mình đã học. Ok, bây giờ thì Jay sẽ sử dụng cái pointed extra. Thì mình thấy được sự khác biệt giữa các chị học viên ở đây với lại ở bên Việt Nam. Thì nếu mà Việt Nam, chị Việt Nam mà học được tuần, nói đúng ra bộ quá, đúng ra chỉ có 5 ngày thôi ha, thì nó cũng rất là khó khăn cho các anh chị ở bên Việt Nam. Nhưng mà họ làm được thì các anh chị bên đây chắc chắn sẽ làm được. Đó là ăn thua là do cái giáo án, cái chương trình dạy của giáo viên ở bên đây. Đó, ở bên trung tâm General Academy các anh chị. Đó, mình gắn tiếp làm sao cho nó thẳng, cho nó chuẩn với ngón tay. Đó, khi mình đắp bột, mình vũa xếp nó mới đẹp được. Ở đây là mình sẽ đo đúng theo cái trục xương ngón tay, mình gắn cho nó thẳng. Thì làm sao mình canh được thì tất cả những cái điều này sẽ được học ở tại lớp luôn nha các anh chị. Nó gắn bao nhiêu chiều sâu thiết bao nhiêu là đủ ha. Đây thì chị sẽ vừa gắn, sẽ vừa giải thích những cái vấn đề nào mà nó có liên quan. Như gắn tiếp nè ha, ví dụ như gắn cho móng cụp thì sao, gắn móng dẫn thì như thế nào, gắn chiều sâu bao nhiêu, rồi móng méo hay là cái đường cười của nó ngang hay là nó sâu hay là nó bị lõm, rồi móng cụp gắn làm sao, móng dẫn gắn làm sao. Đại khái là những cái, đây là những cái kiến thức căn bản mà anh chị nghĩ là ồ nó không có là gì hết, nhưng mà nó là một cái nền tảng rất là quan trọng để cho mình có thể cho ra được một bộ móng đẹp và chuẩn ha. Tại sao mà mọi người nói trời ơi, bên đó mấy anh chị học viên cô ơi cô gắn tiếp và thẳng, sao em canh muốn chết mà nó không thẳng. Nó thì dĩ nhiên mình là cô mà không phải mình chảnh, nhưng mà mình biết được mình là người giấy tạo ra cái giáo án nha. Thì dĩ nhiên tất cả các giáo viên đều có công đóng góp giáo án này, mỗi nguồn ít để có được cái kinh nghiệm, đó là những kinh nghiệm thực tiễn. Thì mình đã cho ra công thức luôn rồi, mỗi giáo viên ha, mình cho ra công thức thì có cái công thức rồi, thì các anh chị cứ theo cái công thức đó mà làm. Thì bao nhiêu người học viên họ đã học cái lớp của General Academy và họ đã trở nên rất là thành công và làm kiếm tiền ngay, kể cả từ Việt Nam qua Mỹ, hoặc là đã ở Mỹ lâu năm và mới bắt đầu làm bột, đều có thể làm được hết. Thì các anh chị biết là cái chương trình nó cũng rất là vững, giúp cho, thì mới giúp cho các anh chị vững được tay nghề. Chứ nếu mà chương trình nó không vững, nó có lý thuyết không rõ ràng ha, không có bài bản căn bản như các anh chị, thì làm sao các anh chị có thể vững được. Mình build cái nhà, mình xây nhà cũng vậy, cái móng, cái nền nó phải chắc, thì cái nó cũng giống như kiến thức vậy đó. Phải chắc thì mình mới có thể build nhà đẹp này kia.
mình view nhà đẹp mà thí dụ như trên một cái đồi mình không có view một cái móng cái nhà thì nó chắc, thì làm sao mà cái nhà nó bền được, gió thổi cái nó rớt hết làm sao mọi người. Đó, gắn các anh chị thấy không, mình đo làm sao cho gắn tiếp nó thẳng cho sụp ngón tay, rõ ràng là cái móng người ta méo, mình gắn theo móng người ta là sẽ méo qua bên phải đúng không trên màn hình, nhưng mà không mình điều chỉnh lại thì như vậy nó mới thẳng được. Cái khớp xương là méo, cái móng tay nó cũng méo, khớp xương đi qua một bên đây, móng tay đi qua bên đây thì làm sao mình gắn, mình đo được cho nó nhìn cho nó đàng hoàng các anh chị ha. Đó là cái điểm quan trọng khi mình gắn tiếp này nè ha. Ok, bây giờ tôi sẽ cắt ngắn xuống, mình sẽ đo. Mình sẽ dở đây ha. Nhìn mình cắt xuống ha, mình đo làm sao cho nó vừa. Đây mình cắt ngang qua một cái. Mình cắt ngang mình trừ hao ra, tại vì mình còn vũ vô cái shape on mình nữa ha mọi người. Nó thường thường á mình làm cùng một tay cùng một lúc ha. Thì hai tay cùng một lúc thì nó dễ. Còn này tay trước tay sau, nhưng mà không sao hết, mình cố gắng mà làm cho nó bằng. Nhiều khi chiều dài ấy, mà mình xây xích 1mm như cũng không sao, thì có những người rất khó thì mình bắt buộc phải chịu, mình chăm chút hơn chút xíu, nhưng mà xây xích 1mm nó cũng không có là cái vấn đề lớn ha. Rồi, tay mình đây mình đo mình cắt đàng hoàng cắt. Ví dụ như mà đây là các anh chị, ví dụ như các anh chị cắt mình sẽ lấy đồ từ móng square thì dễ, chứ mà còn nếu mà từ móng cóc bình này thì sao. Nhưng như ok, chỉ là người ta muốn làm móng cóc bình ngắn mình cắt ngắn là được, nhưng mà thật sự khi mà nếu mà làm cóc bình cái này thì nó hơi bị thô, nó hơi bị bự đúng không mọi người, nó giống như là làm vuông ôm chứ không phải là cóc bình nữa, thì làm sao mình có thể cho nó vô thành cóc bình. Thì mình sẽ đo ở tại lớp sẽ hướng dẫn các anh chị cái cách đo đông từ ở trên đây xuống như thế nào để cho cái mình cắt bao nhiêu là đủ ha. Và một khi các anh chị đã học và đã biết làm thì các anh chị sẽ có một cái phong cách riêng của mình, và các anh chị sẽ tạo ra một cái phong cách riêng cũng dựa theo cái căn bản, cái bài bản, cái căn bản là kiến thức đã học, chứ không phải là mình văng ra tại vì ok tôi thích như vậy ha. Đó, cho nên là khi học xong các anh chị sẽ có những cái phong cách riêng của mình, nó là làm nên một cái người thợ nail chuyên nghiệp. Đây tôi sẽ giũa vô o mình ha. Đầu tiên giũa sát thì giũa làm sao, có nhiều anh chị đè ra là giũa hai bên trước, nó cái đầu cái shape nó chưa có ra mà đi mình đi giũa hai bên thì làm sao nó ra được cái shape hả các anh chị. Cái đầu thiết mình phải biết chính xác là nó sẽ thẳng, nó thẳng ra trước cái đã, rồi sau đó mình mới giũa được hai bên hả các anh chị ha. Chứ là chỉ giũa shape lúc nào cũng vậy, chỉ có giũa ba hướng duy nhất là đầu móng hai bên không, như là ở dưới móng nó làm sao để cho mình không có bị mất khóe, để mình dán tiếp lên, mình dán tiếp lên thì nó học từ bên khóe đi ra, mình đi giũa quá nhiều thì dĩ nhiên là nó sẽ bị mất cái khóe ha mọi người. Đó, mình dán tiếp làm sao nó như vậy thì khi mình giũa mình cũng phải giữ được cái tiếp, mình tạo được cái shape ở phía trên không, và hai bên không nó cũng phải đúng như cái shape mà người ta mong muốn, chứ không thể nào hai bên nó bị thiếu được. Ví dụ như móng người ta bự người ta mập thì mình có thể là tư vấn cho một cái shape nào đó chẳng hạn như thế này ha, tư vấn cái shape on mình này thì nó rất hợp với bàn tay của cô này. Chứ cái cô này mà mình tư vấn là móng square thì nó rất là thô á mọi người. Nói cho nên nó là tại trong cái lớp học sẽ giúp cho các anh chị cái cách nhìn nhận ra được luôn là cái shape nào có phù hợp với là cái bàn tay của người nào, để mình thấy mình biết được để mà mình tư vấn cách cái đúng á mọi người. Vừa tiếp ha. Để cái góc này, cái góc độ này của bộ các anh chị có thể thấy rõ hơn. Để đây á, thì nó sẽ không có dướng vào tay của trên, với lại cái âm thanh nó cũng sẽ rõ hơn. Nhưng khi để xa bên hông quá, cái chơi nói chuyện tiếng dũa với tiếng máy chạy này kia nhiều khi các anh chị không có nghe rõ được ha. Đó mình dũa xếp nè, mình học được á là có một cái khuôn gỗ á, cái công thức đó vô là mình đặt khuôn vô giống kia như là nhà máy vậy đó, món nào món ấy nó cũng phải y chang với nhau nha mọi người. Thì dưới là mình dũa xếp làm sao mà không có bị mất xếp. Ví dụ anh chị hỏi ủa tại sao tôi dũa mà nó không có giống vậy, nó hay bị giống như là mất luôn một khóe mình đây, tại vì các anh chị để dũa nghiêng vậy nè, các anh chị dũa thì dĩ nhiên nó cứ vô nghiêng là đúng. Mình chỉ một là dũa thẳng để cho mình tạo shape, hai là mình dũa phía dưới để cho cái nối, cái đường lài từ cái đường nối móng ra tới đường gắn tiếp nó sẽ lài ra một đường ha. Mình không thể nào mà mình dũa để cho mình mất shape được. Các anh chị biết khi mình dũa mà hai bên nó bị mất shape và nó bị mất luôn cái phần tiếp này là rất là dễ bị gãy, nó không có còn đủ cái sức chịu đựng. Khi mà cách mình đụng cái gì đó mình bật như nè, thì cái móng tay nó sẽ tự động nó bật ngửa lên luôn, nó hơi nó hả thì cái móng nó gãy, cái móng bột nó gãy thôi, cái xui xui là da lẫn móng kiện nó đi theo ha mọi người. Anh chị đăng ký cái lớp kế rồi có lớp ở Cali cũng là tháng 10 như là ngày bao nhiêu tao quên, cũng tháng 10 đó, cũng sau cái lớp thăm bạn tuần 2 tuần gì đó, lớp Cali nè các anh chị.
anh chị nào mà có nhu cầu á, đăng ký lớp kế. Tại trong cái live này thì hai lớp gần nhất là lớp tuần sau ở Boston, với lại cái lớp đầu tháng 10, hai tuần sau đó nữa ở Thanh Bà. Còn những cái lớp kế thì tôi sẽ đưa cái link đó nữa, các anh chị có thể tham khảo thêm những cái lớp sắp tới của Sinoi Academy là ở đâu ha. Còn những anh chị nào mà muốn có nhu cầu học cái lớp Việt Nam thì mình cũng có cái link đưa nhiều thông tin đó, hoặc là các anh chị cứ gọi trực tiếp cái số điện thoại của công ty để được tư vấn rõ ràng. Ra rất là đẹp mọi người, cái mình dũa người ta sẽ không bị mất khóe, không cái shape nó ra đều đẹp, không cái móng tay người ta cong, mình vẫn làm sao mình nó phải thẳng được. Kế tiếp là mình khi mình đắp bột á, mình nếu mà không có mài cái đường khớp, cái đường nối móng xuống là nó sẽ bị cơi lên, nó sẽ bị xù hai bên đây, nó dày hai bên đây, thì khi mình đắp bột á, nhất là khi mình đắp French ombre, mình nó sẽ bị thấy nha các anh chị, cho nên nó là chị sẽ dũa như thế này. Đó, làm sao mình dũa một vài cái bên đây, một vài cái bên kia rồi mình quay trở lại. Nếu như bên đây nó chưa xong mình sẽ quay trở lại, chứ mình đừng có dũa một chỗ hoài, nó sẽ nóng tay người ta ha mọi người. Phải dũa mình phải biết, giống như mình dũa y chang, giống như là cái mình đi làm dịch vụ vậy đó, muốn người ta đối xử làm sao là mình phải đối xử người ta giống y vậy. Nhiều khi có những cái mà nó khéo léo như nha, thì khách nó họ để ý, họ rất là thích. Nhiều khi mình vô tình mình build được một người khách lâu dài mà mình không biết, mình cứ mỗi người khách mình cứ làm hết cái tâm của mình đi. Đó cũng là cái câu khẩu hiệu của Sinoi Academy, đẹp từ tâm, tức là từ bạn nail cho tới giáo viên, phục vụ giáo viên cho tới khách hàng. Đó, từ cái tâm đi ra đó. Để coi có anh chị nào hỏi câu hỏi gì không ha. Ok, không có thì sẽ tiếp tục làm. Đó, khi mình làm như vậy, cái đường nối nó không còn nữa, thì mình đắp bột nó rất là đẹp, nó như là cái móng thiệt. Các chị thấy mình đổi xếp, mình gắn tiếp làm sao nó có hoàn hảo như thế này. Nó làm ra một bộ móng hoàn hảo như vậy không khó đâu các anh chị. Đó, nó đều có cái kỹ thuật và nó có cái công thức hết. Sinoi Academy biết rõ cái công thức đó, vì là người tạo ra. Sinoi Academy là công ty tạo ra kỹ thuật một cục một các anh chị. Và giúp những cái công thức cho những cái kỹ thuật như là tên ombre, marble, đắp phẳng đều hết, đều có hết các anh chị. Rồi trước khi đắp bột thì như mình không thể nào thiếu cái chai Z primer, bỏ lên trên mặt bóng thiệt của khách thôi nha mọi người. Nó mình là ít, thiệt là ít, mình chấm nhẹ nhẹ đi từ cái phần dưới đi lên, mình không có muốn cái primer nó tràn lên trên da quá nhiều ở trên cái phần vùng viền móng nè, nhất là cái vùng cuticle nhiều quá, nhiều primer quá nó cũng gây ra hở móng nha mọi người. Chứ không phải là ô tại vì mình không có đẩy da sạch, đó là một yếu tố lớn đúng. Nhưng nếu mình sử dụng primer không đúng cách, mình bỏ quá nhiều tràn bờ đê trong đó, nó vẫn gây ra hở móng nha. Trong email đúng rồi chị Tracy, ở bên công ty có email ra cái danh sách cái dụng cụ chị cần đem theo đó.